Mến chào tất cả các cô chú và anh chị em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách thức làm món cạc heo xào củ hành. Món ăn này thì nó rất là bổ và tốt cho thận của chúng ta. Và cạc hôm nay thì ở đây mình làm là 4 trái cạc khoảng 800g. Mình cũng dùng một ít gia vị đi kèm theo với cái món này. Thì ở đây mình dùng là 70g gừng, một củ hành trắng, một củ hành đỏ và một dài tép hành. Rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu. Cô chú và anh chị em vui lòng theo dõi video để biết được cách thức làm món ăn này. Trước hết thì cạc mình cắt ra làm đôi như thế này. Cứ tiếp tục cắt như thế này hết những trái còn lại. Rồi tiếp theo thì mình lặn cái phần trắng này bỏ. Cái phần trắng này nó gọi là tiếng hôi của trái cạc. Đó thì mình cứ dùng dao mình cắt như thế này. Mình lặn cứ chịu khó mình từ từ thôi. Thì mình sẽ cắt hết những cái này. Thì sau khi mình làm thì mình ăn nó không có bị khai hoặc là bị hôi. Và thường thường thì nếu cô chú và anh chị em thấy hơi khó cắt thì những cái quả cạc này mình bỏ vô trong cái tủ lạnh cho nó hơi lạnh một tí thì dễ cắt hơn. Nhưng mà nếu mà có dao bén thì mình cắt từ từ mình cắt cũng nó cũng không có gặp trở ngại gì. Và tiếp tục mình chịu khó mình lặn như thế này và mình lặn cho hết những cái miếng cạc còn lại. Rồi thì sau khi mình lấy hết những cái tiếng hôi trong cái cạc ra xong rồi thì mình cho vào trong cái tô như thế này để mình bắt đầu mình rửa. Cho vào tô 2 muỗng canh bột bắp hoặc là bột năng cũng được. Và tiếp theo thì cho vào đây 1 muỗng canh giấm. Rồi, bây giờ đổ nước vào cho ngập và những cái trái cạc này xong rồi mình dùng tay mình rửa. Đó, thì mình cứ rửa tới rửa lui như thế này. Xong rồi mình sẽ vớt ra dĩa. Bây giờ thì mình cho cạc trở lại tô. Và mình cho vào trong tô này một chén hoặc là một cup sữa tươi không đường để mình rửa. Thì cái tác dụng của sữa nó sẽ làm cho cạc có được cái màu trắng hơn. Rồi, thì bây giờ mình vớt ra dĩa. Và tiếp theo sau đây thì mình sẽ cho cạc vào tô và mình sẽ ngâm trong cái nước đá khoảng 1 tới 2 phút. Thì tác dụng mình ngâm trong nước đá như thế này thì khi mình xào cạc mình ăn thì cạc nó có cái độ giòn hơn. Rồi, thì bây giờ mình vớt cạc ra dĩa để mình dùng nước mình xả lại một vài lần. Rồi, bây giờ mình cho nước vô mình xả lại. Thì cô chú và anh chị em nhìn thấy hiện tại bây giờ thì cạc nó trở nên cái màu trắng hơn rồi. Nó thì cái cạc hiện tại bây giờ nó rất là sạch và cái màu của nó nhạt hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần gia vị. Thì ở đây gừng mình có hai củ gừng thì cái củ một củ thì mình cắt ra cái những cái lát lát như thế này. Rồi còn một củ nữa thì mình cắt thành cái sợi dài dài để tí nữa mình xào chung với lại cạc. Đó. Thì sau khi mình cắt lát lát xong rồi thì mình sẽ cắt lại thành những cái sợi dài dài như thế này. Rồi, thì bây giờ mình cho hết cái phần gừng này vào trong một cái tô mình để sang một bên. Rồi, còn củ hành trắng thì mình cứ chẻ đôi ra xong rồi thì mình cắt thành những cái lát dài dài mỏng mỏng như thế này là được. Đó, mình cứ cắt như thế này. Rồi, thì mình cũng cho hành vào trong một cái tô mình để sang một bên. Còn cái hành lá thì mình không cần phải cắt ngắn lắm, mình cắt dài dài như thế này là được. Củ hành tím thì mình băm nhỏ ra để khi mình xào cho nó thơm. Đó, mình xắt thành lát lát rồi băm nhuyễn lại như thế này.
Ok, mình cũng cho vào dĩa chung với lại hành lá. Mình cũng dùng thêm là hai tép tỏi băm để khi mình xào mình cho vào chung với lại hành cho nó thơm. Bây giờ thì mình chuẩn bị nước sốt để xào cà, một muỗng canh đường, một muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng canh nước tương ngon, hai muỗng canh dầu hào. Rồi, thì bây giờ quậy đều những hỗn hợp này lại và mình để sang một bên. Và tiếp theo sau đây thì mình luộc sơ cật. Thì ở đây mình có một cái chảo, mình cho nước vào và mình cho vào đây một vài lát gừng và mình cho vào đây một muỗng canh rượu nấu ăn. Rồi thì khi nước nó sôi lên mình cho cật vào và mình sẽ luộc sơ khoảng 5 phút. Cật đã luộc được 5 phút rồi. Bây giờ thì mình cho vào nước đá như thế này mình xả và mình rửa lại một lần nữa. Rồi, bây giờ thì mình cho ra dĩa. Cật bây giờ trở nên cái màu trắng hơn rồi và cái nó cũng rất là sạch. Rồi cái bước tiếp theo thì mình cắt cật ra thành những cái lát xéo xéo mỏng như thế này. Rồi, bây giờ mình cho cật trở vào dĩa để mình chuẩn bị xào. Rồi, tất cả những gia vị mình đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình bắt đầu xào. Thì ở đây mình có một cái chảo, trước hết thì mình rang cái phần gừng này cho nó héo lên và nó thơm lên, rồi mình cho ra tô. Rồi, thì bây giờ mình cho cái chảo trở lại lò và cho vào một ít dầu, sau đó mình cho hành và tỏi băm vào. Và khi hành và tỏi băm nó thơm lên xong rồi thì mình cho cật vào luôn. Rồi, thì bây giờ xào đều lên để cho cật thấm với lại hành và tỏi. Rồi, thì bây giờ mình cho nước sốt vào. Và đồng thời mình cũng cho gừng vào lúc này luôn. Rồi, thì bây giờ mình xào lên để cho cật nó thấm với lại gia vị mình cho vào và cũng như nó thơm cái mùi gừng. Và bây giờ thì mình cho cái củ hành trắng vào. Rồi xào đều lên xong rồi mình cho vào đây một muỗng canh rượu nấu ăn. Rồi bây giờ tiếp tục xào đều lên cho tới khi cái củ hành nó vừa héo lại một tí thì mình sẽ cho cái hành lá vào. Rồi cho hết hành lá vào. Và sau khi hành lá cho vào thì mình xào sơ qua xong rồi thì mình chuẩn bị mình múc ra, tại vì lúc này thì cật và những cái gia vị nó đã chín rồi. Và bây giờ chuẩn bị cho ra dĩa. Nó rất rất là thơm và cái cật bây giờ nó thấm gia vị rất là ngon. Rồi cho lên một vài lát ớt để cho nó cay cay và một ít tiêu cho nó thơm. Mình có một cái dĩa cật xào củ hành ở đây, nó rất rất là thơm và hấp dẫn. Như vậy thì video chia sẻ cách thức làm món cật xào củ hành của mình hôm nay đến đây xin khép lại. Chúc cô chú và anh chị em thành công theo cái cách làm này. Và nếu như yêu thích cái video của mình hôm nay thì xin vui lòng nhấn vào nút like hoặc chia sẻ để mọi người cùng làm. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị em đã theo dõi cái video và ủng hộ kênh của mình. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới. Bye bye!